Tổ chức phóng viên không biên giới RSF chỉ trích việc Việt Nam ngày càng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù, giữa lúc blogger Nguyễn Văn Hóa tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc Anh bị đánh đập trong tù. RSF nói trong một thông cáo ra ngày 7 tháng 3 rằng blogger Hóa đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 22 tháng 2 và tiếp tục làm điều này nếu việc ngược đãi Anh không bị điều tra, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc xem xét để có hành động chấm dứt việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi một nhà báo bị cầm tù chỉ vì tìm cách thông tin đến cho những người dân đã phải tự bỏ đói mình để đảm bảo những quyền cơ bản nhất của mình được tôn trọng, bao gồm quyền được bảo toàn thân thể. Daniel Bastar, người đứng đầu bộ phận Châu Á Thái Bình Dương của RSF nói trong một thông cáo gửi đến VOA. Bằng cách tự coi thường chính luật pháp của mình, Việt Nam đã một lần nữa cho thấy sự coi thường tự do báo chí và luật pháp, ông Bastar nói. Chúng tôi kêu gọi chuyên gia báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn xem xét một loạt những hành động có thể để chấm dứt những sự vi phạm về nhân quyền này. ISF đưa ra những ví dụ về những nhà báo đã và đang bị cầm tù và bị ngược đãi ở Việt Nam, như trường hợp của blogger Lê Đình Lượng với án tù 20 năm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được thả hồi tháng 10 năm ngoái, hay phóng viên ảnh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và blogger luật sư Nguyễn Văn Đài. Những người này đều từng bị ngược đãi trong thời gian bị cầm tù. RSF cho biết Anh Hóa, người đang thủ án tù 7 năm, bị đánh đập và hành hung kể từ khi bị bắt vào tháng 1 năm 2017 vì ghi lại hình ảnh các cuộc biểu tình môi trường phản đối nhà máy Formosa xả nước thải gây ô nhiễm biển. Tù nhân trẻ tuổi này đã bị tra tấn tương tự như hình thức mà các lính Mỹ đã sử dụng đối với các tù nhân Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam, theo RSF.